Zero concept, nghĩa là quan niệm số 0. Đối với những trường phái khác nhau, thì quan niệm khác nhau. Có trường phái thì đức tin rằng con người được sinh ra từ Đức Chúa Trời. Có những trường phái thì đức tin rằng con người được sinh ra từ cha mẹ. Còn trường phái đạo giáo xã hội chúng tôi lại tin rằng con người, sự sống của con người được bắt đầu từ con số 0. Nghĩa là bắt đầu từ con số 0 thôi. Tất cả dạng 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 diện đều bắt đầu từ đó. Nghĩa là trước khi quá trình thụ tinh xảy ra thì chúng ta vẫn là con số 0. Trước khi sự sống xảy ra thì chúng ta vẫn là con số 0. Rồi đến khi chúng ta qua đời, các bụi lại quay về với các bụi. Nghĩa là một lần nữa chúng ta lại quay về nơi bắt đầu, quay về con số 0. Số 0 cũng chính là biểu tượng của mặt trời. Chúng tôi muốn mượn ánh sáng của mặt trời để làm rõ, làm sáng tỏ mọi vấn đề, mọi thắc mắc, mọi vùng đen tối trong thiên hạ, trong xã hội loài người bao la. Cũng chính vì lý do đó mà chúng tôi tôn thờ con số 0, nơi bắt đầu cho tất cả mọi sự sống và cũng chính là nơi kết thúc tất cả mọi sự sống trong cuộc đời bao la này. Bạn có thể tin rằng ai đó, người nào đó đã tạo ra sự sống, nhưng tôi lại tin rằng chỉ có mẹ thiên nhiên mới là người tạo ra sự sống trên quả địa cầu này. Vì trước khi có sự chia tách giữa đất liền và biển thì bao quanh trái đất chỉ toàn là nước chứ không hề có đất liền. Lúc đó tất cả những sinh vật tồn tại trên bề mặt trái đất, tất cả sự sống đang tồn tại trên bề mặt trái đất đều là những loài thủy sinh và không hề có sự tồn tại của loài người. Cho đến khi có sự chia tách của đất liền và biển thì mới xuất hiện một số loài sinh vật mới chỉ sống ở trên cạn và một số loài chỉ sống ở dưới nước, ở dưới biển. Chúng tôi tin rằng có sự tiến hóa của những loài vật không phải chủ yếu là sự phát triển về vóc dáng. Một mặt là kiện toàn vóc dáng và mặt khác là sự phát triển về trí óc. Nghĩa là những loài vật nào có tư duy phát triển thì loài vật ấy sẽ được tiến hóa. Và loài thông minh nhất là loài thống trị, cũng là con người chúng ta đây. Chúng ta không thể hoàn toàn tin rằng nguồn gốc của chúng ta từ loài khỉ. Điều đó theo chúng tôi là chưa chính xác. Mà chúng ta chỉ có thể tin rằng nguồn gốc của chúng ta bắt nguồn từ những loài thông minh nhất, từ những loài trí óc phát triển nhất, chứ không phải duy nhất là loài khỉ. Nghĩa là ở những lục địa khác nhau thì nguồn gốc của chúng ta, nguồn gốc của loài người là khác nhau và màu da cũng khác nhau. Vì ở lục địa khác nhau, có những loài động vật khác nhau, trí thông minh cũng khác nhau, nên có những lục địa rất giàu vì họ giỏi hơn những lục địa còn lại. Có những lục địa rất nghèo vì họ không thông minh bằng những lục địa khác. Không thông minh bằng người khác không có nghĩa là ngu. Các bạn phải nhận diện rõ cái điều này. Chính vì sự không đồng điều này là tiền đề đầu tiên, cũng là duy nhất đã sản sinh ra đạo giáo xã hội. Nghĩa là chúng tôi giúp đỡ những người, những lục địa có trí thông minh không bằng những lục địa còn lại với tiêu chí thoát nghèo. Chúng tôi lại giúp đỡ những lục địa có trí thông minh hơn những lục địa còn lại với tiêu chí văn minh, vì vốn dĩ họ rất là thông minh, không cần chúng tôi phải hướng dẫn. Cũng chính vì cái sự thông minh đó mới dẫn đến sự bất công, sự đe đạp giữa họ với những lục địa được cho rằng là không thông minh bằng họ. Nghĩa là chúng tôi quân bình xã hội và dung hòa lợi ích của nhiều bên. Chúng tôi cũng giúp những lục địa có trí thông minh thấp bằng những dự án phát triển. Chúng tôi giúp những lục địa có trí thông minh cao bằng những cơ hội kinh doanh và lợi nhuận. Nghĩa là bạn nghèo, chúng tôi sẽ giúp cho bạn thoát nghèo. Còn bạn giàu, chúng tôi sẽ giúp cho bạn giàu hơn nữa. Chúc bạn thành công.